Vâng, nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi live với hai nội dung. Thứ nhất, có phải hiện tượng của ca sĩ Thủy Tiên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đất nước không? Đối với cái nội dung thứ nhất nói về cô ca sĩ Thủy Tiên này, chắc chắn là nhiều anh em, chị em, fan và anti-fan của Thủy Tiên này, lẫn Công Vinh ấy, sẽ cho rằng Dương Vi như thế này thế kia, thậm chí là bênh vực hoặc là bài xích. Nhưng mà điều Dương Vi đưa ra ở đây ấy, nhận định một cách khách quan đúng đắn, trong cái quá trình ca sĩ Thủy Tiên đi làm từ thiện này, mới bước đầu ấy, trong cái mấy ngày đầu tiên mà miền Trung bị lũ lụt ấy, xong Thủy Tiên có đăng tớt kêu gọi mọi người hãy chung tay cùng Thủy Tiên làm từ thiện giúp đỡ đồng bào lũ lụt ở miền Trung. Sau 3 ngày kêu gọi, cái số tiền đã đạt được 60 tỷ và những ngày tiếp theo nó lên hơn 150 tỷ. Ở đây này, đáng nói hơn ấy, những người fan của Thủy Tiên rất là ngưỡng mộ, anti-fan thì chỉ trích. Điều quan trọng nhất, các thế lực thù địch người ta đã nhắm đến Thủy Tiên là một con cờ để chống phá chính quyền, chống phá đảng, nhà nước, chống phá chính quyền ở địa phương. Chính vì cái điều này này, nhiều người đã bị mắc bẫy, sập bẫy đối với các thế lực thù địch, thậm chí cả anh em cờ đỏ nhé. Bởi vì sao? Dương Vi khẳng định một điều như này, các thế lực thù địch ấy đã sử dụng triệt để thuyết âm mưu và sử dụng triệt để cả chủ nghĩa dân túy nữa để chống phá chính quyền, chống phá đảng, nhà nước, chống phá cả nhân dân. Cụ thể hơn ấy, các thế lực thù địch lợi dụng những việc làm của Thủy Tiên nó chưa đúng theo ý đồ của bọn chúng, hoặc là trái với một số cái điều mà người dân cho là không đúng với bản chất. Thí dụ như cái việc mà ca sĩ Thủy Tiên đăng một cái tớt nói về gia đình một ông xóm trưởng á, cái việc làm của Thủy Tiên đó chưa được kiểm chứng hẳn hoi bởi vì Thủy Tiên quá bận việc. Dương Vi ở đây không phải bao che Thủy Tiên. Thủy Tiên đã nhờ một cái nhóm của Thủy Tiên, những người mà Thủy Tiên cho là bạn bè tự nguyện, tình nguyện tham gia giúp đỡ Thủy Tiên đó, đã chụp ảnh, quay phim chụp ảnh cái nhà ông xóm trưởng và thay đổi cái bản chất, cái hình ảnh sự việc đó. Xong Thủy Tiên đăng lên tút với những lời lẽ nó chưa được hay, thì các thế lực thù địch để sử dụng cái hình ảnh đó để đưa lên liên tục chống phá, và những người anh em cờ đỏ đã lập tức bị cuốn vào cái hiện tượng đó, dần dần đi tìm những cái tớt của Thủy Tiên, những cái câu nói của Thủy Tiên đó nó chưa đúng, chưa chuẩn, để đem ra bới móc. Đồng thời á, qua đó bọn chúng đề cao Thủy Tiên lên là Thủy Tiên làm được những cái việc như này, chính quyền địa phương, chính quyền các cấp, đảng nhà nước không bằng Thủy Tiên. Cái điều đó là sai hoàn toàn. Bởi vì trong quá trình làm từ thiện ấy, từ đầu tiên cho đến cuối cùng, đến bây giờ, luôn luôn có hình ảnh cán bộ địa phương và công an giúp đỡ Thủy Tiên trong quá trình đi làm từ thiện nha. Mà muốn làm được cái việc này ấy, triệt để đúng đắn, thì phải có các cấp, các ngành của địa phương có danh sách của những hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt thiên tai đó. Đó là một cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai, các vị nói rằng Thủy Tiên làm tốt hơn cả các cấp, các ngành, các chính quyền. Ở đây này, đúng là một số vấn đề Thủy Tiên có khả năng làm tốt, nhưng bảo tốt hơn chính quyền, tốt hơn cả một hệ thống chính trị của nhà nước, điều đó đã bị các thành phần phản động nó sử dụng cái gì? Chủ nghĩa dân túy này, để bài xích đảng, nhà nước, chính quyền địa phương. Và đồng thời kích động bà con nhân dân
ở trong cả nước lẫn ở nước ngoài nói rằng Thủy Tiên là một người có khả năng làm chính trị. Nhưng Thủy Tiên đã khẳng định ở trong những cái ngày đầu tiên mà Thủy Tiên đi làm từ thiện ấy, có viết một cái tốt rất dài và nói rằng Thủy Tiên chỉ là một người luôn luôn làm từ thiện, không tham gia hội nhóm, không biết gì về chính trị và không làm chính trị. Thủy Tiên chỉ ca hát và kinh doanh. Đó là một cái vấn đề nữa. Đối với Thủy Tiên, ở đây Thủy Tiên có cái sai như thế này. Cái sai rõ ràng nhất là cái tút nói về ông xóm trưởng đó. Nhưng mà Thủy Tiên gỡ bài, Thủy Tiên không đăng cái tút lên đính chính, Thủy Tiên xin lỗi và đã nóng vội nên đã nhầm lẫn, nên Thủy Tiên xin lỗi cộng đồng mạng và gia đình xóm trưởng. Vậy là xong, không có chuyện. Nhưng mà Thủy Tiên là cố chấp gỡ tút mà không đăng đính chính lại. Đó. Và một cái điều quan trọng nữa, về sau này này, do các thế lực thù địch lôi kéo kích động và có rất là nhiều fan, anti-fan nói Thủy Tiên phải làm thế này, làm thế kia. Nhưng bản chất của Thủy Tiên ấy, không hiểu biết gì về chính trị, đặc biệt là với cái nguồn tiền ấy. Nguồn tiền với là quan hệ với chính quyền các cấp. Về sau, chính Công Vinh ấy, là người trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo một số tỉnh địa phương, thí dụ bí thư nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Công Vinh đã trao đổi trực tiếp và một số tỉnh khác, yêu cầu các anh ở bên chính quyền giúp đỡ vợ chồng tôi, Công Vinh và Thủy Tiên, hoàn thành và giải ngân hết cái số tiền từ thiện mà người ta ủy thác đóng góp hơn 150 tỷ đồng này. Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Bi xin chào cô dì, chú bác, các anh, các chị. Và sau đó sao? Bên chính quyền các cấp, bí thư, chủ tịch các tỉnh ấy, rất là cảm ơn hai vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh. Qua đó, trong cái quá trình xuyên suốt, quá trình làm từ thiện, trong cái thời gian mà đạt được cái số tiền trên 150 tỷ ấy, thì luôn luôn các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện đến địa phương, người ta có cái danh sách và giúp đỡ Thủy Tiên trong quá trình triển khai tập hợp người dân và trao tiền từ thiện. Ở đây đáng nói này này, rất là nhiều người anh em trong cái hội cờ đỏ mang danh là yêu nước nhưng không phân tích rõ ràng những cái tớt hoặc những cái còm mà nhiều người đã sử dụng những cái còm xong cắt cái avatar và mang cái tên Thủy Tiên đó gắn lên, up lên bên trên, chụp lại hình đăng lên tút cá nhân để bôi nhọ cái danh dự Thủy Tiên, để nhằm mục đích là Thủy Tiên ý đại ý là nói Thủy Tiên, nói dư luận viên 3 triệu 3 chiếc này này, AK-47 này, là chống phá Thủy Tiên và một số bảo vệ Thủy Tiên. Nhưng Dương Vi khẳng định rằng Thủy Tiên không biết gì về cái điều này, bởi vì Thủy Tiên chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ tiếp cận đến những thành phần mà bọn chúng bảo là AK dư luận viên bỏ đỏ. Có thì chỉ có fan và anti-fan của Thủy Tiên. Cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Mục đích là gì? Mục đích thứ nhất là đánh phá Thủy Tiên, cái thứ hai chia rẽ Thủy Tiên với chính quyền, cái thứ ba tạo một cái điều kiện nữa, đó là giữa fan và anti-fan bùng nổ, có sự đấu đá lẫn nhau, gây chia rẽ người dân ở trong nước, gây chia rẽ cộng đồng dân tộc. Đặc biệt hơn, cái điều cuối cùng, điều quan trọng, điều đặc biệt nhất là nhiều người ngày trước, trước lúc Thủy Tiên đi làm từ thiện này này, đã lập nhiều trang fanpage, nhiều trang
fan của Thủy Tiên. Qua đó sau khi hình thành những nhóm fan nó rất là đông, mà rất là nhiều nhóm, phải trên dưới 10 nhóm. Khi hình thành số lượng người, đông người theo dõi ấy, quay sang đổi trang nó thành một cái trang blog riêng mang tên Thủy Tiên, nhưng mà thực tế không phải Thủy Tiên, không quản trị những nhóm đó. Thì bọn chúng lợi dụng vào đó, viết bài xuyên tạc, chia rẽ giữa Thủy Tiên cùng với chính quyền, với đồng bào ở khu vực miền Trung, đặc biệt là đồng bào lũ lụt. Nhiều người đã nhầm lẫn cái đó nên đã chỉ trích Thủy Tiên một cách gay gắt. Các vị không tin, các vị cứ điều tra xem tôi nói có sai không. Đấy là một trong này này, cái mục đích chia rẽ giữa Thủy Tiên cùng với đồng bào miền Trung, cùng với chính quyền nhân dân ấy, đặc biệt là chính quyền các cấp ở các địa phương của miền Trung này này, là một cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ gây phân biệt vùng miền, gây chia rẽ giữa đồng bào miền Trung với chính quyền địa phương, mà ở đó có tên Lê Chí Thành liên tục làm những clip nói về chính quyền và tung hô ca sĩ Thủy Tiên và những người đi làm từ thiện trực tiếp bôi nhọ chính quyền rằng chính quyền không lo cho người dân. Mà thực tế nha, ngay cả một ông chủ tịch xã đã chết bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình làm từ thiện bị nhiễm trùng, ngâm nước quá lâu. Cái đó có phải là sự lo lắng của chính quyền không? Nói cao hơn thì các lực lượng bộ đội công an đã hy sinh trong các quá trình tìm kiếm phòng chống cứu hộ cứu nạn trong đợt mưa lũ vừa rồi. Mà cái việc ca sĩ Thủy Tiên ấy không hội nhóm, không chịu sự quản lý trực tiếp của ai cả, mà Thủy Tiên làm việc từ thiện này này chỉ nhờ sự ủy thác của những người tin tưởng Thủy Tiên, gửi tiền cho Thủy Tiên đi làm từ thiện, thì Thủy Tiên chỉ có trách nhiệm làm theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, làm theo đúng luật pháp. Các vị fan và anti fan của Thủy Tiên hãy tự đặt câu hỏi mình này, tự đặt câu hỏi với mình và trả lời rằng liệu mình ngồi vào vị trí Thủy Tiên, gặp đúng trường hợp như ca sĩ Thủy Tiên này, mình có làm tốt được như cô ấy không? Và những sai lầm của ca sĩ Thủy Tiên đó ở chỗ nào? Thì liệu mình có tránh được không? Xin thưa rằng chưa chắc các vị đã có cơ hội để có khoảng 100 tỷ hay là 50 tỷ hay 10 tỷ để đi làm từ thiện trực tiếp như cô ca sĩ Thủy Tiên này. Các vị lợi dụng cái vấn đề ca sĩ Thủy Tiên và những cái hội nhóm khác đi làm từ thiện trực tiếp cho người dân này, các vị chỉ trích chính quyền là không kịp thời đáp ứng chăm lo đời sống cho nhân dân, cho bà con lũ lụt. Cái đó là cái sự xuyên tạc, gây chia rẽ và gây sự nghi ngờ giữa người dân với chính Thủy Tiên và cả cơ quan nhà nước. Đồng thời á, các vị ý nói rằng lôi kéo Thủy Tiên như vậy sẽ để cơ quan an ninh người ta đặt một cái câu hỏi: Thủy Tiên làm từ thiện này, mục đích và động cơ là gì? Có phải muốn leo cao trèo sâu vào trong hệ thống bộ máy chính trị của nhà nước không? Dương Vy nhắc lại, xin thưa rằng Thủy Tiên đã nói không. Thủy Tiên chỉ ca hát và kinh doanh. Ở đây á, các thế lực thù địch nó đã sử dụng triệt để và thành công cái thuyết âm mưu và cái chủ nghĩa dân túy này vào trong cái hiện tượng ca sĩ Thủy Tiên mà như này Dương Vy đã phân tích ấy. Tất cả mọi người nháo nhào vào chỉ nhìn thấy cái hiện tượng trước mắt, không đánh giá nhìn nhận đúng đắn cái bản chất, cái công việc của ca sĩ Thủy Tiên. Dương Vy xin khuyên các anh các chị rằng một lần nữa, các anh các chị hãy đi kiểm tra tất cả mọi thứ đi,
đặc biệt những gì liên quan đến Thủy Tiên và chính quyền địa phương nhá. Các vị mang tiếng là đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, chống lại những cái hiện tượng xấu ở trên xã hội mà đặc biệt trên cộng đồng mạng, nhưng mà các vị không phân tích một cách rõ ràng. Bởi vì sao? Bởi vì các vị đã bị lôi cuốn nên không có một cái trái tim thật nóng, có cái đầu thật lạnh để suy nghĩ về cái hiện tượng, cái sự việc như vậy. Các vị bị lôi cuốn hết, đúng ý đồ, đúng cái mục đích của các thế lực thù địch luôn. Các thế lực thù địch ở đây là ai? Là những thành phần phản động ở nước ngoài, những thành phần phản động núp lùm dưới hội nhóm, đoàn thể, văn đoàn độc lập, thậm chí cái nhóm Lê Chí Thành kia. Mà mọi người biết Lê Chí Thành là ai? Từng là một đại úy công an, tước quân tịch, khai trừ ra khỏi đảng, đuổi ra khỏi ngành, cấu kết với các thành phần phản động ở hải ngoại, livestream xuyên tạc chống phá chính quyền, chống phá lực lượng công an. Nhưng mà vậy các vị ấy, xem những cái tớt đó, xem những nội dung livestream đó, các vị lại hùa vào nào làm chửi bới chính quyền, một bên là chửi bới chính quyền, một bên chửi bới ca sĩ Thủy Tiên, một bên lại bảo vệ chính quyền, một bên bảo vệ ca sĩ Thủy Tiên. Các vị hãy đứng trên một cái cương vị trung lập, phân tích rõ ràng, phân tích đúng một cách công tâm. Còn đối với ca sĩ Thủy Tiên ấy, nhiều cái cô ấy cũng nói sai và nhiều cái cô ấy biết sai. Nhưng sau khi fan và anti-fan ấy phản đối thì cô ấy có nhìn nhận và suy nghĩ, nói rằng ấy, con người nhiều lúc không hoàn thiện được, không phải cái gì cũng làm đúng được tất cả. Và điều quan trọng ở đây này, không phải là theo ý được mọi người. Bên thì bảo Thủy Tiên nên làm từ thiện như thế này thế kia, bên thì bảo là Thủy Tiên đừng có làm như kiểu đó. Nhưng Thủy Tiên đã dựa vào hệ thống pháp luật, hệ thống chính quyền của nhà nước để làm từ thiện sao cho đúng, chuẩn. Còn những cái gì cắt ghép, thậm chí bỏ chữ vào mồm ở trên những trang fanpage nói rằng là Thủy Tiên, fan Thủy Tiên này nọ, nhiều cái thông tin đều là giả. Và đặc biệt đấy, có một số cái bài báo và một số cái tớt mang hay là một số trang ấy, nói rằng Thủy Tiên bị người ta gọi vào rất là nhiều và kêu Thủy Tiên hãy giúp đỡ đồng bào miền Trung này nọ vân vân. Với 150 tỷ đồng ấy, thì giúp đỡ được bao nhiêu người? Mà cái kế hoạch của Thủy Tiên là xây dựng nhà cộng đồng là chính, giúp đỡ được những người nào khó khăn trước mắt thì cố gắng hết sức giúp đỡ. Mà ngược lại các vị phải dạy bảo người ta làm từ thiện. Tất cả mọi công việc, đặc biệt là việc từ thiện, một cá nhân không thể làm được công việc đó, luôn luôn phải có các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền địa phương thì nó mới công minh, mới minh bạch. Cuối cùng ấy, Dương Vy xin nhắc lại một lần nữa, các anh các chị ở nhóm Cờ Đỏ, gọi tắt là yêu nước, fan anti fan Thủy Tiên á, đã bị các thế lực thù địch phản động nó lợi dụng triệt để, thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân túy vào. Để làm sao? Chia rẽ giữa người dân với chính quyền các cấp, với đảng nhà nước là một. Thứ hai, gây sự nghi ngờ giữa Thủy Tiên với cơ quan chức năng. Cái thứ ba, tạo một cái làn sóng phản ứng đối nghịch lại với nhau ở trên cộng đồng mạng xã hội. Cái thứ tư, gây chia rẽ giữa bà con miền Trung và ca sĩ Thủy Tiên.
đồng thời chia rẽ luôn giữa bà con nhân dân miền Trung với chính quyền các cấp ở địa phương đến trung ương. Đó là cái mục đích của các thế lực thù địch là vậy. Nên các bạn đừng có lấy cái hiện tượng ca sĩ Thủy Tiên ra đánh giá vội vàng, chửi đảng, chửi nhà nước hoặc chửi ca sĩ Thủy Tiên. Các vị hãy đặt mình vào vị trí ca sĩ Thủy Tiên đi, rồi các bạn sẽ thấy. Nên Dương Vy khuyên một lần nữa, các vị hãy dùng cái đầu thật lạnh, cái trái tim thật nóng để phân tích cái hiện tượng, cái sự việc này cho đúng, cho chuẩn.